Hello anh em, đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Hôm nay Minh đem đến cho anh em một điều đặc biệt, là một chiếc xe đặc biệt chưa từng xuất hiện trên kênh của Minh Biker. Và cái sự mà làm cho nó đặc biệt hơn á, mọi người biết chính là cái gì không? Đó là cái người chủ xe, một bóng hồng rất là nổi ở đại hội mô tô phân khối lớn ở Cần Thơ. Mọi người đón xem là ai nha. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Được chưa? Như anh em đã thấy đó, thì cái điều đặc biệt của chúng ta hôm nay đã tới rồi. Đó, cũng là chủ xe của chiếc xe VR500. Hello anh Minh. Hello em. Em xuống xe đây, qua xe đây ngồi nè. Dạ. Mọi người có thấy Dung My có ngầu không? Rồi. Đây. Cái nón của em nó trùng với lại cái màu xe của em luôn đúng không? Đúng rồi. Yeah. Bắn đẹp không? Ừ. Thì hôm nay á, anh muốn em ra đây là để review cái con xe của em. Dạ. Con CBR 500R này. Đúng không? Bây giờ em ra qua anh ngồi đây đi. Thì cái điều đầu tiên là giá bán của nó. Giá bán của nó ở đây tại thị trường Việt Nam của mình là em mua là lúc đó là em mua bao nhiêu ta? Lúc đó em mua là khoảng 180. Nếu mà ra giấy tờ luôn là chắc khoảng 200 á. Thời điểm đó thì xe nó khá là mắc ha. Đúng rồi, mới ra luôn. Anh có hỏi là hình như là 186 triệu ra giấy luôn á. Ừ, đúng rồi. Tại vì lúc mình mua là nó mới về luôn, cho nên là nó mắc hơn nếu mà bây giờ nó xuống rồi. Cái điểm đầu tiên anh thấy là cái phần đầu đèn của nó rất là ngầu ha. Dạ. Khi mà nó đậu với lại con 600 này nè, thì anh thấy nó to ngang nhau á. Tại vì biết anh biết sao không? Cái dòng của CBR500R này là cái dòng cải tiến của 250, nhưng mà nó lại lai của con CBR1000. Có nghĩa là cái phần đầu đuôi với cái phần đầu và phần đuôi của con CBR500 này á, là nó lấy của nguyên cái bản CBR1000 B3 luôn. SB1. À. Thì như anh thấy thì cái con này nó chỉ có hai máy thôi. Đúng thì cái điều mà những anh em kênh của anh quan tâm thì tiêu hao nhiên liệu nó sẽ như thế nào? Trời ơi, em thấy con này đi á, khá là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Em đổ đầy bình luôn. Bình của em đang hiện tại là 17.1 lít. Ừ. Mà chạy từ đây xuống Cần Thơ luôn, xong rồi chạy về gần hơn nửa đường nó mới hết. Là tầm nhiêu cây lít ta? Chắc gần 25 cây lít. Dạ. Cỡ đó. Ừ. Tiết kiệm cho một con 500 ha. Dạ đúng rồi. Thì cái con này á anh em, nó là Sport City. Đúng rồi, Sport City. Thì cái thế lái của nó rất là thoải mái. Rất là thoải mái mà đi lại trong thành phố rất là ok đúng không? Dạ đúng rồi, biết sao không? Anh khi mà nó thiết kế cái dạng Sport City á, khi mình ngồi lên á, nó không có chồm giống như là Sport thuần. Tại vì nếu mà Sport thuần mình ngồi nó như thế này nó rất là mỏi lưng nếu mà mình đi xa. Còn đối với con này á, em ôm em đi mà từ đây ra Phan Thiết luôn, không có mỏi lưng nha, tại vì ngồi nó không có nghiêng người lắm, nó giống như mình ngồi thấp hơn chiếc nách xíu thôi. Đó, kiểu vậy.
Rồi cái phần đặc biệt của con này nữa là cái phục con nách rất là êm. Êm là bởi vì sao? Khi mà mình đi á không bị đau lưng êm ông này kia. Ở cái phục mà nhúng á, như đó là hả? Lò xo vậy đó. Nhưng mà theo anh cảm nhận thì á, nếu như cái phục này là phục upside down thì nó sẽ rất là đẹp, đúng không? Dạ. Tiếc một cái nó là phục ấm lòng. Đúng rồi. Dạ. Con này có trang bị phanh ABS nha anh em. Đúng rồi, có trang bị ABS. Thì như anh em biết đó, xe của Honda thì chất lượng của nó khỏi phải bàn cãi rồi. Phải nói có những chiếc Honda ngày xưa mình đi mấy chục năm vẫn chưa hư. Dạ. Thì những con phân khối lớn như vậy thì anh đảm bảo về độ bền của nó rất là bền. Nhưng mà Honda cái động cơ của nó rất là bền bỉ ha. Dạ. Nhưng mà bù lại cái á, bị nhược điểm cái thì nó không sẽ không có bốc như là Yamaha. Tại vì nó bền mà. Nó bền. Mất cái kia. Dạ. Với lại cái phần mà anh coi cái, nếu mà anh đi thử cái con này á, cái góc lái nó rất là rộng luôn. Góc lái rộng. Rộng lắm, rộng nhất mấy con mà em đi mô tô á. Anh em cái ở cái con này á nó có chế độ chạy không em ha? Không có chế độ chạy đúng không? Theo dạ không. Nghiên cứu là không có chế độ chạy. Dạ đúng rồi. Thì nó thua cái con, anh em biết cái con CBR250RR á. Đúng rồi. Tuy cái phân khối nó nhỏ nhưng mà có nhiều chế độ lắm. Có 3 chế độ chạy. Ba chế độ chạy. Con này lại không có. Anh thấy ở đây em có lên một cây bô, gọi là cây bô AK Movit đúng không? Dạ. AK Movit. Cây này là em lên bao nhiêu? Em không nhớ nữa, chắc hồi đó chắc tầm 60 triệu gì á. Không nhớ. Em có thể cho mọi người nghe cái tiếng bô của nó được. Dạ. Cái chìa khóa của mình đâu rồi ta? Dạ bây giờ anh em chúng ta sẽ chiêm ngưỡng tiếng máy của con xe CBR500R lên AK Movit nha. Ở cái phân khúc 500cc này á chỉ có Honda sản xuất thôi nha. Yamaha, Suzuki đâu có dòng 500cc đâu. Đúng rồi. Kawasaki cũng vậy. Kawasaki có chỉ có Ninja 400 thôi. Tại vì nếu mà khi mà mua mà kiểu giống như mấy người mà mua thì mấy người cũng hay mọi người cũng hay phân vân cái chỗ là mua cái con này đẹp hơn con 650. Đúng không? Nhưng mà con 650 là bốn máy, con này chỉ có hai máy thôi. Đó. Bốn máy nó khác ở hai máy, ở điểm là hai máy nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn và bốn máy nó sẽ hao xăng hơn, bốn máy nó mau nóng hơn. Đúng thì rồi. Còn hai máy này á mình đảm bảo luôn nó sẽ là phục vụ cho anh em cái nhu cầu đi lại hàng ngày và đi chơi. Cái con này khi anh em đi ngoài đường nó rất là nổi bật, nhìn nó cứ như 1000 vậy. Cho anh em coi cái bảng đồng hồ của nó nè. Bảng đồng hồ rất là đẹp luôn nha. Cái này hình như anh thấy giống bảng 1000 luôn á. Đúng rồi, bê mà bê nguyên cái bảng qua luôn mà. Bảng đồng hồ rất là đẹp. Dung mi cao 1m nhiêu ta? Em cao 1m60, 1m61 gì á. Sao cho 1m60 đi ha. 1m61 gì đó nó cũng hơn xăng thì Dung mi ngồi thử để cho mọi người cái này. Này ngồi thoải mái lắm. Đó. Không có quá nhón ha. Cái này em để chân ấy luôn được luôn á. Để chân ấy luôn. Thì 1m60, 61, 62 rồi đó. 1m58 luôn. Anh em vẫn có thể ngồi được. Ừ đúng rồi, 58 luôn vẫn ngồi được nha. Cái điểm em thích ở con này là gì? Cái điểm của con này là nó kiểu giống như là nếu mà đi xe mà dạng sport kiểu này á thì phục em nè, góc lái rộng nè, tiết kiệm nhiên liệu nè. Nhưng mà cái bề ngoài của nó rất là đẹp, giống như là con 1000. Rất là ngầu. Rất là ngầu luôn. Cộng thêm một cái combo của bộ tem Yumingo nữa anh em thấy không? Yumingo lên một bộ tem. Mình đã ra một bộ tem thì cái tem này trước là tem của nó là đen đỏ, nhưng mà mình đã lên một cái bộ tem trước là dạng như bim đúp á. Sau đó thì mình đổi cái tem lại cho mọi người khỏi thắc mắc. Thì tem này là tem nữ hoàng Ai Cập. Mình lên ở Akadekan và cái bộ tem này là bộ tem được thiết kế riêng cho Yumi á. Nữ hoàng Ai Cập hả? Anh thấy có chim, có cánh rồi tùm lum này. Đúng rồi, nữ hoàng Ai Cập đó. Lớp trước của nó bao nhiêu và lớp sau của nó bao nhiêu ta? Lớp trước của nó là khoảng em không coi kỹ lắm.
đây. Đây thông số của nó. Lớp đúng trước rồi. Lớp sau của nó là 160. Ờ 160. Lớp sau là 160. Lớp trước mình nghĩ là tầm 101. Thôi đúng luôn nha. Đâu, nó sẽ có ghi thông số trên cái lớp này. Đâu. À, lớp trước của nó không phải 101 mà lớp trước của nó là 102. Xi nhan của nó anh thấy khá giống R1 mà. Không, cái này đó là cái mình em lên cái cặp kính của ZX10R á. À. Em lấy cái kính cũ rồi. Nè. Này mình đã đổ lên cái cặp kính của ZX10R. À. Khá là đẹp. À, có thể cho mọi người xem cái đèn sáng của nó. Em cảm thấy đi ban đêm cái đèn này có sáng không? Dạ sáng á. Em không có cần lắp trợ sáng. Không cần lắp trợ sáng vẫn sáng. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà đi cho an toàn thì vẫn nên lắp trợ sáng. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ xem nó vận hành trên cái con đường. Anh em sẽ nhìn nó chạy sẽ cái dáng người sẽ như thế nào nha.